Vũ hiện tại Vũ đang có mặt trên một cánh đồng hoang. Vũ được nhận được tin và gấp rút chạy xuống đây liền luôn, là có một bà cụ sống một mình ở đây nè cả nhà, sống cùng với con trai nữa, nhưng mà con trai mới bị bắt cách đây mấy ngày đó. Mà cái hiện trường này ở trong nhà đó luôn hả chị? Ở trong cái nhà luôn á, mà làng ba. Hàng chi nãy ta để ngang quá chừng. Ừ. Ờ, cái nhà đó hồi trước cũng có người chết nữa hả? Má ơi. Hàng chi nãy vô thấy lạnh lạnh người. Chị, em ra tới đây chị nói vậy nha, nãy mà em mà ghé chị trước là em không bao giờ vô chổng đâu. Dạ, xin chào quý vị, quý chú anh chị, chào mừng quý vị, quý chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Vũ. Hiện tại Vũ đang có mặt trên một cánh đồng hoang. Vũ được nhận được tin và gấp rút chạy xuống đây liền luôn, là có một bà cụ sống một mình ở đây nè cả nhà, sống cùng với con trai nữa, nhưng mà con trai mới bị bắt cách đây mấy ngày đó. Thì Vũ đi cùng với anh Tình. Chuyện ngày hôm nay như thế nào thì mời cả nhà mình nghe anh Tình giải thích rõ hơn nha. Ủa anh Tình, cái vụ việc này là sao vậy anh Tình? Có bà cụ này, bà có người con trai nè, bà không có chịu đi làm, nhà nhậu tối ngày à, rồi ngày bà phải đi xin, bà về bà kiếm tiền mới nuôi đó. Rồi bữa nó nhậu không biết sao nó đẩy ông cậu, nó đẩy ông cậu xanh cỏ luôn. Rồi công an bắt rồi. Thì mấy ngày nay người ta ở ngoài chợ người ta không thấy cái bà cụ này, bà ra bà đi xin đó. Người ta không thấy bà cụ bà ra bà đi xin, giờ vô chổng coi bà có sao không. Tại bà thương con lắm, bà đặt tên con trai bà là con trai út cưng mà. Bà đi xin hàng ngày, bà đi xin về có nhiêu tiền mới mua rượu cho nó uống vậy đó. Rồi bữa nó uống sao rồi đẩy ông cậu nó xanh dần luôn. Công an ta bắt rồi, thì mấy ngày nay đó không thấy đi xin vậy đó, kiểu người ta lo đó. Giờ kiểu như sợ bà thương tiếc con bà không biết có sao không đó. Bây giờ đi vô nhà của bà cụ này coi sao. Cô này cũng tốt quá, thì thấy cái đường nó biết rồi. Trong nhà không có đèn luôn á, ở đây không có điện luôn hả? Ừ, mỗi lần nó nhậu xong, mỗi lần tội ếch nó nhảy kìa, má chừng ếch luôn em, ếch bự bự. Mỗi lần con trai út cưng của bà cụ này nhậu xong, dí bà chạy vòng vậy đó. Dí bà cụ anh? Ừ, có bà cụ bà, nó bị bắt như vậy là tốt cho bà cụ, tại bà cụ có thương con quá, bà đâu buồn. Chứ nếu mà bị bắt như vậy, cũng như là sự giải thoát cho bà luôn á. Nếu nhà này bà có sao không em? Bà hai ơi, bà không có nhà luôn à. Bà hai ơi, rồi xanh xương luôn, nhà tan hoang luôn. Ôi, cái mâm nhậu còn luôn nè. Ở nhà có điện là tấm pin năng lượng mặt trời thôi không? Ừ. Wow. Ủa, bà hai bắt đầu mất tiêu rồi ta. Không có luôn em. Không có nhà luôn. Bà có sao không ta? Đâu có nhà đâu. Không có. Thường ngày là con trai út cưng đó. Ủa, hôm bữa nhậu sao rồi đẩy ông cậu rồi công an người ta đi ha. Ừ. Ủa, sớm ở ngoài chợ người ta nói không thấy bà đi xin, thường ngày bà đi nhặt chơi trái bà đi xin ấy. Rồi nghe người ta nói không thấy gì, vô coi thử rồi mà có nhà không, vô không thấy luôn. Không thấy luôn. Còn bình thường bà thường đi xin rồi tối về bà ngủ đây hả? Ôi, hồi xưa trời ơi, nói chứ thương bà lắm đó nha. Bà thương con, bà đặt con trai út cưng là biết rồi. Nó đi xin có nhiêu tiền về là coi như bà mua rượu cho nó uống vậy đó. Rồi mấy lần nó uống xỉn quá trớn vậy đó. Rồi bà với bà chạy vòng vòng luôn mà. Với bà chạy vòng vòng luôn rồi. Mình nói như vậy thì tại bà cụ bà thương con thì mình nói sợ bà làm này làm kia, chứ thật ra giống như cái sự giải thoát cho bà cụ luôn á.
bây giờ thì giống như đem nó đi giống như sự giải thoát cho bà luôn á, chứ hỏi một ngày nó uống 2 lít rượu ai chịu nổi, trời cậu ruột mà còn ấy luôn mà, nào mà nó xanh cỏ luôn mà. Cái nhà trong lỏng như luôn á. Bà đâu ta? Đây bác có bà con gì không? Khi nào qua nhà bà con gì không? Có mình con trai mà, đợi bác đặt tên là con cháu cưng luôn á. Sớm đi ra chợ đâu có thấy ai đâu. Đi ra dọn dọn ngoài này có mấy không? Ở nhà hồi thường ngày là có con chó nữa. Con chó mất tiêu luôn rồi. Chó đi đâu luôn rồi? Thường ngày con chó nó sủa dữ lắm. Bà dọn ở chỗ khác bà ở, không ở đây nữa. Đóng dây chai còn kìa, dễ gì bà bỏ. Trời ơi, tội như bà thiệt chứ, ban đêm hôm ở trong này mình mấy lúc phải nhậu xỉn vô á, giữa cánh đồng ớn thiệt chứ, mấy lúc mẹ nhậu xỉn vô với bà chạy vòng vòng luôn chứ bộ. Qua chớn á, bị bệnh mà đúng không? Bệnh không? Bệnh đâu, nhậu nhiều quá vậy chứ bệnh gì. Nhậu xỉn vô rượu, rượu kiểm soát chứ đâu phải người kiểm soát đâu. Lên báo luôn mà, bữa có đọc báo không? Báo anh Giang luôn á. Có thấy, bộ có thấy. Bây giờ quan trọng là bà ở đâu nè. Giờ không biết kiếm đâu luôn á. Rồi cái chỗ này hôm bữa chắc công an người ta vô người ta khám, người ta lấy chỗ lời khai đâu hết không phải không ta? Chứ bữa mình vô ban đêm ăn hôm nhiều khi tưởng mình vô thay đổi hiện trường chắc xong rồi phải không? Xong hết rồi. Có video ở đây mà, mình đâu có đụng chạm gì đâu. Giờ không biết quả đâu luôn á. Rồi bà thương ngốc lắm, đặt tên con trai út cưng là biết rồi. Thương lắm. Cái đèn năng lượng này chắc nghĩ của người ta cho quá. Em nghĩ có bà mẹ nào năm nay 6 mấy tuổi mà đi mỗi ngày đi xin đi nhặt dây chai ngày kiếm 40-50 mà nhậu ngày 2 lít rượu ít 20 không, 20 hai mấy 30 ngàn không, chưa tính mồi nữa, bỏ đi xin thịt rồi về cũng như người ta cho gì đó, về làm mồi nhậu, ngồi nhậu không đi làm gì luôn, rồi 3-4 tháng không tắm luôn, em mà đứng gần cái lần thôi xong luôn. Đó là quá thương rồi, dễ thương mù quáng luôn rồi. Thì bây giờ nói chung á là mẹ nào không thương con phải không, tại vì bà cụ có thương con đó, thì mình nói cũng kiểu như đau lòng, nhưng mà giống như cái sự giải thoát luôn. Bây giờ nhìn bỏ vô cái nhà quen ai giống như chồng phải, chỗ này hôm bữa là cái hiện trường luôn không ta, không biết hiện trường ở đâu nữa. Thường ngày là út cưng là không có đi đâu ấy, chỉ nhậu ở nhà kìa, hình như cái dĩa mồi còn luôn hay gì em, dĩa mồi mở à, ý là cái dĩa mồi này hay gì gì có quay video rồi không sao đâu, bắp dưa leo rồi còn nè. Ở nhà thường ngày có con chó nữa, con chó sửa dữ lắm. Chắc lâu rồi. Giờ không biết kiếm bả đâu luôn, sáng chiều sáng ngoài chợ nghe người ta nói rồi chiều cũng nghe người ta nói. Có ai dám vô đây mình kìa. Thua. Sống đây mình luôn. Cái này là hình như là chúng ta cho này, cái đèn năng lượng này là người ta cho này, chứ hồi trước là sống kiểu như là tới đâu hay tới đó luôn á. Sống như kiểu hồi xưa vậy ha. Ủa, mấy lúc ổng nhậu xỉn lên ổng dí bà chạy vòng 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 bà la ở đây ai không biết. Dạ sao biết kiếm bà đâu trời, em hỏi anh hỏi ai không biết kiếm sao luôn, không biết bà có gì hung nữa. Sợ nhiều khi bà kiểu như là đau buồn quá giờ không biết, tôi khó đi vòng vòng nhà có gì không thấy không, tự nhiên tôi nói cái tôi lo quá. Tại nhiều khi bà nhịn ăn nhịn phát đó, rồi đi tới đâu nhiều khi nằm đó luôn. Tôi coi mấy cái cây bự bự rồi đâu anh. Thường ngày bà hay đi múc nước ngoài này nè. Bà xài nước dưới đây hả? Múc nước dưới đây anh xài nè, nước con rạch nè. Mà hãy đi vô cái đường mà ếch nó nhảy là biết rồi, biết sao đúng không? Nè múc nước dưới đây bà xài nè, đây nữa có khi múc ở đây. Mỗi cha rồi tối ai dám đi giống trời. Cái này người ta trồng cỏ cho bò. Mấy cái này là vườn của người ta. Cái trồng cỏ cho bò mít, mít trái cho bả lửa luôn rồi, thấy không? Một cái mít chút xíu mình trái thấy ghê không? Sợ nhiều khi bả đi múc nước, bả đi xong rồi bả bỏ không vô không được luôn. Đi vòng kiếm ra. Nhưng mà nước mùa này có dịch quần nha em. Cái mùa mưa không có dịch nó ăn, cái mùa này có dịch tính vô cho bả ít tiền nè, bả là có chuyện gì là không ai biết luôn, không ai biết luôn, không ai hay luôn á, tính vô rồi
biết giờ bán sao tính vô cho bà ít trăm đi xài. Hồi trước anh cũng hay ghé cho tiền bà hay lắm, đâu dám cho nhiều đâu, biết sao không? Cho nhiều bà mua rượu cho ông kia nhậu, nhậu mua mồi cho nó lười. Bà còn đóng dây chai bà không bỏ đây đâu em, bà có gì á, bà có chuyện gì đó dễ gì bà chịu bỏ đóng dây chai này đi nhặt bả đời mới được như đó, chứ phải chuyện giỡn đâu. Giờ ngày bả đi lộ bộ cái chục cây số á, giờ có cái phòng dưới kìa, ai dám đi dưới kìa, có không? Bữa ngoan là làm việc xong hết rồi đúng không? Xong hết chưa? Em nghĩ là chắc xong hết rồi, đang làm nếu như lên báo luôn mà đúng không? Lên báo đồ hết rồi đâu, tôi đi chổng coi, đi dưới phòng dưới kìa, cũng dài ngày từng lễ là... Hai ơi, bà hai phải không? Đó trời, trống lỏng à. Không có ai chưa ấy. Trống lỏng mà kiểu sạch sẽ giống như là có người dọn dẹp rồi á. Rồi đi dắt đó kìa, lộ đó kìa. Cũng khó ha. Thường ngày có con tó nó đi vô sổ sầm à. Chó mất tiêu luôn. Mày mất con tó luôn rồi. Dắt nó đi đâu rồi đó, dắt đi đâu rồi, có họ hàng gì với ai đâu, nhà này cũng mấy nhà từ thiện là cất cho mà. Tưởng đây kỳ quá gì, đâu nó có sẵn thọ đâu, để chung chỗ trời, có búp bê nữa mấy ông. Mấy con tượng rồi, con tượng để đây quá trời. Sao nhan quá chừng vậy mấy ông? Ê. Ủa cái này còn mối cái cây vậy đó. Cái cây. Có chỗ có khi nào chỗ này là hiện trường mấy ông mới để nhan dưới vậy đó mấy ông? Hả? Không biết sao. Sao tự nhiên nhan ta để đây đóng thứ ghê mấy ông? Để đây rồi, nhan để bên đó đó kìa. Trời đất ơi. Bên góc cây nó. Đây có đống đốt đồ đạc gì. Nó đâu giỏi coi. Đốt bùn mền gì đó đó. Đốt bùn mền ở đây nữa nè. Bữa chỉ nghe tin thôi chứ không biết cái hiện trường nó nằm ở đâu. Ủa mình hình như mấy ngày rồi đúng không? Lâu lắm rồi. Lâu rồi hả? Cũng cỡ tháng nữa. Dữ vậy hả? Đốt cái gì vậy? Chắc chỗ này là hiện trường luôn hay sao? Ta để nghe quá mấy ông. Tự nhiên tôi thấy lạnh lạnh người đó. Chứ tự nhiên ai mà đi để bó nhang nhìn thấy khủng khiếp luôn. Ở ngoài kia có cái nhà, ở ngoài kia đó anh. Chứ hỏi cái nhà ngoài kia thấy không? Tại nó ra cái nhà mà hôm trước anh hay gửi xe nãy anh thấy đốt đèn sáng, nhưng mà ban đêm mình không có dám kêu cửa người ta, mình sợ làm phiền đúng không, sợ ban đêm hơn mà nó không kêu cửa gửi xe lộ bộ vô xa nữa, chạy xe vô được tới đâu chạy. Giờ thôi em lui xe trước đi Đăng. Vũ sao mặt mày xanh lét rồi Vũ? Vô lên tiếng hơi sợ chứ. Chắc lâu rồi mà đúng Đăng, lâu rồi mà đúng không? Đúng rồi, chắc công an người ta làm việc xong hết rồi, cho khám nghiệm tử thi hiện trường người ta làm hết rồi chứ dễ gì. Nếu mà ở đây còn công an chứ đâu bỏ ở đây được. Không mấy công an cũng rào lợi rồi, đâu cho mình vô. Dễ gì mình được vô đây. Mọi giờ đi kiếm bãi mấy căn nè, không biết có sao không, lát đi vô cặp cặp mấy cái bờ đi, nhìn coi, nhìn kỹ kỹ nghe Đăng. Cặp cặp mấy cái bờ cỏ đó, rồi mới đi về bả đối cái bả nằm đó luôn. Ba nghĩ quẩn chuyện này chuyện kia nữa. Kìa ổi cháy trà bá lửa luôn. Tối Đăng đâu dám đi vô đây mình hả Đăng? Đi vô nhìn thấy hàng chuối còn thấy quý quý rồi đúng không? Vũ thấy cái nhà quen Vũ ứng ứng rồi. Ứng thiệt chứ. Thế để nha nữa. Tại sao đỏ lét rồi? Tại sao nhìn vô nhà đỏ lét rồi? Cái đèn xe của anh đi thấy nhìn chuối không, hay là thấy lạnh lạnh người rồi đó, không biết bà hai phải có sao không nữa nè. Cái đèn vô là cũng khó quá trời luôn chứ, trước mỗi lần vô hay cho quà bãi, cho gạo với cho tiền mà lắm. Cái lá cây có hai cái lỗ. Cái gì cái lá cây hả? Cái lá cây có hai cái lỗ. Cái gì nhìn cũng không bạc,
Nó về nè, cái đường nó về nè. Nó giống lắm kìa. Cái chỗ này hết nhảy. Đi sáng còn suy nghĩ chứ mà khi em đi đêm trên này chắc không có đi quá. Không biết bả đâu luôn á chẹp. Thương bả thấy tội bộ. Còn làm cha làm mẹ ai không thương con đúng không? Đúng rồi. Vì con mình nó có là tội phạm hay là gì đi chăng nữa nó vẫn là con mình. Bà thương lắm chứ có ai mình trong đời ai mình đi xin tiền mua về mua rượu cho con ngày uống lít mấy hay lít rượu ăn ở nhà không, không tắm rửa, không biết nhà, không nấu cơm, không làm được gì luôn mà. Trời ơi để vậy nhậu xỉn vô quậy le hết. Chỉ có một tình mẹ mới bao dung mới làm được mấy điều đó thôi chứ ai đâu. Con cỏ nó cắt này, cắt cái giò nè. Chắc bữa đó nhậu với ông cậu sao đó khốn luôn ông cậu luôn ghê thiệt. Một chút mình vô mình quay mấy lần luôn á. Anh em có coi clip của anh mà đúng không? Có anh. Ờ bữa Duy Cầu vô cũng đó, có Duy Cầu nữa. Duy Cầu vô quay sao cũng sừng sừng lên ấy, nhưng mà chắc tại có hai người nên không dám á. Chắc ông cậu nhậu của mình nhậu tưởng nhậu ta đôi á mới có luôn chứ. Ủa, cái đường này thấy ghê không? Thấy đường không? Trời ơi trời. Được trước anh vô đây cũng vô giờ này luôn hả? Không mới được trước anh đi ban ngày em. Rồi lúc mà Út Cưng còn ở nhà nhậu kiểu đó không nội không chính luôn. Nhưng vô ban đêm nữa. Những cái đường vậy em dám vô. Có người vô hả? Chứ phải. À anh đang ngồi đèn. Bắt đầu tưởng ai chị sẽ vô. Con này rắn dữ lắm á. Rắn lên. Ờ nó độc. Mấy cái bờ mương nè. Không may con nào. Không may với nó. Không may con nào nó biết nói chuyện. Bữa anh đi vô anh gặp con chà bá lửa luôn. Chắc cả khi mấy á. Muốn bằng cầm tay luôn mà. Dữ vậy anh. Một mình sao dám vô đây ban đêm vậy. Bụng. Đi dọc đường chưa kể cái việc gặp mấy ông khác nữa. Vô trọng gặp ông Út Cưng nữa. Thấy lạnh lạnh người liền chứ gì. Dạ đi kiếm bả không biết kiếm đâu luôn mà. Chạy dọc đường coi tới đâu kiếm được tới đó thôi chứ. Gửi cho là 200. Hồi trước anh hay cho gạo lắm. Chỉ nhận cái sậu quá chạy luôn hay gì mất luôn nè. Hỏi em thấy cái đường không? Cái đường lớn mà nó về nè. Thấy không? Rồi em đi ra ngoài mấy cây số luôn á. Cái này chuyện giỡn thôi nha. Mình gọi gì mình cũng bất ngờ chứ sao mình mới đem mình đi giờ này vậy chứ. Trời tối trơn rồi. Cái nhà này hồi trước anh hay gửi xe nè. Hồi trước anh gửi xe đây nè nhưng mà sao giờ ta làm hàng rào này. Anh ơi. Anh ơi anh. Anh này ngủ tối mất ở trong này lắm. Ông không có ở đây. Không có ở đây đó. Ừ, cái nhà vườn nha. Hồi trước anh hay gửi xe đây nè. Mới phải đi đâu luôn trời chứ sao à không biết không thấy mất mặt mình luôn mà không sao phải không biết mình thấy rồi mình cái mình không bỏ được cái rồi biết lúc thấy nhiều lúc anh nói em nghe nha dạ. Cậu đang quay luôn hay gì vậy đang quay luôn hả đang quay à nhiều lúc nói Vũ nghe hoặc nói cho anh chị mà con cô bác nghe à mình không thấy á không sao mà thấy rồi bỏ không được. Bên nhà này có người ở nè hỏi thử coi. Chị ơi cho em hỏi cái bà cụ đi xin lúc ở trong cái vườn mít ở chỗ á bà còn ở chỗ không chị? Bà đi rồi con nghe mà cháu mà nước thì chở rồi. Cháu nước hả? Cháu nó con hả gửi nước thì chị cũng không biết nữa nước. Qua ngày sau là bà rước qua đi rồi. Rước đi lâu chưa chị? Bả bị vụ án qua người ta rồi rất đi rồi. Dạ. Thì biết sao hồi trước hay quay bả đó. Ờ. Cái hay ghé thăm thăm bả cho tiền. Sao thì quay đi xuống tối vậy? Hay, đi xa, em ở Sài Gòn. Vậy hả? Dạ. Rồi bả đi rồi thử vụ án đó qua ngày sau là cháu con nó xuống rất đi rồi. Nhớ bà cụ bà có một đứa con duy nhất mà ta. Bà có bà có nhỏ con gái lớn nữa mà có chồng ở trên Trung Quốc đó. Ở đâu? Trên đâu dạng trên kinh Trung Quốc sáng cũng che trên đó đó yeah. Rồi nó có chồng cũng con cũng nhỏ lớn cũng là có khoảng gần bốn mấy tuổi
Cũng có chồng rồi có con trên đó đó, rồi bà có thằng cái ngày nó không có được bình thường đó cưng. Út cưng, út cưng, con cháu út cưng, tại hồi xưa em hay vô quay, em hay cho gạo cho tiền bà lắm. Rồi vụ như tự án giờ là ở chả nó rước đi luôn. Dạ, rước đi được mấy ngày rồi con? Từ mà bữa cây vụ án bữa mấy tầm, bữa mấy rồi qua ngày sau, lúc qua ngày sau là mới đi đó. Dạ. Yeah. Biết thể quán của mấy chị cũng không để ý nữa. Dạ. Yeah. Qua ngày sau rồi xuống nước. Vậy hiện tại là luôn. Hiện tại là bà cụ đang sống trên nhà con gái mình vậy. Em nói chung, chị nói chung nhà con gái nhưng mặt chung cháu em nó còn không có biết ở chảnh. Bà nói quê bà chảnh thôi, thật sự chưa có đi chảnh không biết yeah. quê bà ở đâu. Bà nói trên sáng những tre, trên kinh quýt gì đâu trên đó đó. Yeah. Bà chỉ nghe bà nói thôi chứ mình thật sự mình không có biết quê bà ở đâu. Rồi giờ là cái nhà đó bỏ hoang vậy luôn. Bỏ hoang. Nãy em vô trỏng tới thui à. Mà ai, ai để ngang quá chừng luôn, thấy vô thấy lạnh lạnh người. Ừ. Vô nó cúng gì. Cúng đó qua ngày sau cũng làm như cái đâu con cháu cũng có xuống ở dưới đó đó. Có không? Có xuống bả đi chảnh một ngày qua ngày sau có người xuống dưới. Hàng chi em thấy để nguyên bó nhang chà bá lửa luôn á. Hai ba xe xuống dưới đất cái nhà con cháu con của ổng chỉ muốn biết tại nhà mà tốt trong hẻm đó ít ai tiếp xúc trong đó. À, ban đêm ít ai vô, ban ngày vô luôn á. Ban ngày người ta không ngày, vô. Ban ngày không ai vô luôn, có bằng ruộng rồi ta đi qua đường đó không có bằng ruộng không ai đi luôn. Vì thấy con trai của bà hai nhậu người ta cũng ngớ. Ừ. Ớm thấy mồ xong ớm. Hồi xưa hình như là có đi một khóa rồi đó. Hồi xưa in là nó cũng có đi. Đi một khóa rồi. Ừ, đi một lần rồi. Dạ. Bây giờ án chồng án, trong tù suốt rồi. Dạ. Ổn cậu tội nghiệp. Trời ơi, thương bà hai lắm. Trời hồi trước em hay ghé cho gạo cho mì. Bà hiền. Nói chứ bỏ không được. Bà. Chị, thà không thấy, mình không thấy thôi, thấy bỏ không được. Tại vì... tại là mẹ ai không thương con, ví dụ như chị cũng vậy thôi, mình làm mẹ sao bỏ con được. Bà lo như nó như lắm, bà nói mẹ làm như phụ nó rượt có quánh bả chạy. Trời ơi, rượt. Bà lo ngủ nước hoài. Rượt bả chạy ra buồn chuối bả ngủ ngoài, buồn chuối có khi ngủ ngoài luôn á. Ừ, rượt có đây nhảy nhà chị hoài nè, nó trời nó căng quả má. Có lên nhà chị luôn hả? Ừ, lặng bả bị nó quánh bả chạy, ở chặn nó chạy lên đây luôn, có không á. Rồi ai mà làm sao tại nó không có được bình thường mà đâu có nói chuyện đóng phiên nó được đâu. Dạ. Nó uống rượu vô là làm như thằng kinh nó căng. Uống nhiều quá chị, ngày uống lít mấy không? Ngày lít mấy 2 lít không? Ừ, rồi bả nói chung là bả đi xin rồi bả kiếm tiền rượu nó uống. Hồi đó em có vô em có hỏi là ngày cô đi xin được nhiêu, rồi cái cổ nói là ngày đi xin được 4-50. 4-50 mà uống ngày lít mấy 2 lít rượu rồi hết tiền của bà cụ luôn rồi. Rồi người ta cho tiền giống như người ta cho rau này cho thịt ấy. Chợ, ai cho cá. Dạ. Bà đem về cái nó làm nhậu. Ừ. Làm nhậu nhậu xong tối nó uống nhiều quá cái nó dí bả chạy vòng vòng luôn. Nó cũng vậy, cũng gan vậy đó. Ổng chết. Dạ. Ổng chết rồi sao cái thằng nó tắn lên. Dạ. Cũng làm gan vậy nó bán xin gì luôn. Không biết hồi xưa điên khóa lâu không hả chị? Chị không có để ý không có nhớ nữa. Dạ. Tại thằng xưa đi nhà chị cắt cái thằng kia ở chung với mẹ ở đây không có gần tuổi không có biết. Tại thằng nhà chị cắt ở đây nó tới lui chị mới biết thôi. Dạ. Rồi là nhà cắt cuốc thằng kia cái hình nó tới lui không có biết nhiều. Dạ. Hồi trước là cụ bà hay lên đây trốn lắm hả chị? Hồi trước có lâu lâu có bà đi có một hai tháng cái lên nó khóc đó. Cô ơi nó quánh tôi nó đuổi tôi đi nó không cho xuống nhà đó cô ơi. Trời thời ơi. Gian nó đi lên chảnh. Lên chảnh cái thời gian cái nhớ dạng nhớ con mà. Dạ. Giờ về với nó. Cưng lắm chị ơi, bà cưng lắm. Rồi mới về nữa. Bây giờ thời gian nửa tháng nó quánh bà nó vượt quá nữa vậy đó. Dạ. Thôi bà không có được bình nó không có được bình thường rồi phải chịu thôi chứ sao vậy. Hồi trước nó hay vô thăm bà cái mình cũng kiểu giống như mình thấy nó lườm lườm nó hay ăn hiếp bà cụ á cái mình cũng dằn dằn mặt cái thấy bà cụ mới khuyên mà nó thôi bỏ đi con ơi anh con nó vậy mà cứ thương lắm thí dụ như mình nhiều lúc mình thấy kiểu như nó làm biến á cái mình cũng nói không có làm gì chứ. Thì đâu làm đâu ngồi không tắm luôn á chị không tắm luôn chừng cỡ mấy tháng mang dép mình biết mang dép chứ mang chứ không mang cái đường này nó đi thì mình biết nó sao nữa dạ yeah. Không biết mang chứ không có mang mà đi sệt gần sáng à 4-5 giờ khuya lỡ lội đi vậy đó dạ yeah. Lội đi lúc đầu sáng khoảng 6-7 giờ lỡ lội về dạ yeah. Vậy đó không biết hồi xưa điên khóa là không biết tội gì không biết không chỉ không có biết tội gì nữa dạ yeah. Mình không có để ý chung là không có để ý thôi mặn ăn ngày đó ai đâu mà để ý đâu dạ yeah. Hình như nghe nói là trộm hay sao á trộm không có rành có nghe bà hai bà nói thôi chứ mình cũng không biết rõ không biết, không. Giờ nghe nói đợt này đi lâu không chị không có nghe nói tại người nhà không có đây mình không có tiếp xúc nói chuyện được với bà qua ngày sau là cháu con không biết bây giờ không có hỏi trực tiếp được bà đẩy xanh đẩy đi luôn á hả chị chết luôn hả chị trời ơi trời chết luôn rồi xe bà nói xe chúng này ba chiếc xuống ăn cướp công an xuống nữa còn nói chung là còn khoảng 6-7 giờ là viên sát ông đi với bác đi luôn dạ yeah.
mà lấy cái gì làm chết luôn kìa. Nghe vô tiếng quay nó đập bằng cái bình bông, đập chữ không ai dám xuống dưới hết trơn. Chỉ đây chị đâu có biết đâu. Rồi lúc chừng chiều giờ thấy công an nó, nhưng mà này quá trời nó hỏi người ta nói thằng Phương nó đập cộng nó chết rồi mới. Trời đất ơi. Mình không có biết. Đập bình bông bữa trước là qua bữa sau rồi là nó đánh ổng rồi. Ủa mà ông cậu lớn tuổi không mà đập bình bông mình chết vậy? Nghe nói là lên đài nó ổng 66 tuổi. Chắc yếu rồi đó, với nhậu. Cục cái giò. À. Cục cái giò rồi ổng đâu có chạy kịp. Dạ. Nghe nói mấy uống rượu nghe nói ổng ăn tương mình mới ổng sao. Trời đất ơi ăn tương. Ăn tương. Và nhậu nhạt sao mình không làm nữa. Ăn tương gặp gặp sa tăng chịu không nổi. Rồi mà tốt trong đó không ai tiếp xúc không ai vô đó cho mình cũng làm. Dạ. Ở nhà ngoài hẻm đi mình tới luôn mình cũng biết tại tốt đó. Lúc đó không có bãi ở nhà hả chị? Lúc đó đi thần sát đặt độ lên trên độ bả xin cơm xin gì đó tới 1 giờ nè. Hát nhà chị xin nước nói tôi đi xin đồ ăn cơm rồi cho em tôi ăn. Dạ. Rồi bả về dưới nó gọi táo quả lên nó thôi là Phương nó đánh em bả ngồi là bả đi làm sao chị cũng không biết nữa. Yeah. Kêu. Ê Dũng xây xích vô. Bả nói nó cũng là lúc đó là bà cụ mới đi xin. Ờ mới xin nó ghé khoảng 1, chung khoảng 1 thì gửi nó ghé nhà chị tôi cho tôi xin miếng nước uống. Dạ. Hỏi chị đâu chắc mày cái bà nói tôi xin đồ ăn tương thì cho em tôi ăn cô ơi. Dạ. Bả thì dưới nó qua gặp như vậy rồi bả la lên nó làm sao mà công an nó biết nó đi xuống cái mình không có biết, không có biết làm sao bả cho ta hay được không hiểu mà. Tại nhà tốt trong đó đâu có ai vô đó đâu mà biết. Dạ. Rồi sau cả 4 giờ chị rước con chị về thấy công an quá chừng mình không có biết nữa. Cái nghe anh này nói Phương đó, cậu nó chết rồi, nó mới giật mình tá quả. Trời ơi trời. Cũng may bữa đó là bà hai bà không có nhà nha. Bà có nhà bà can can là làm luôn bà luôn rồi đó. Nói gì đó, nói chắc bà em mới tới nạn cho bà. Dạ. Bởi giờ thấy quánh em mình cũng vô can chắc nó cũng can thì cũng làm luôn. Bởi vậy xỉn mà với lại bà hai bà lớn tuổi bà yếu nữa. Ừ đâu có làm lợi nữa. Nó để cho cái bình bông nữa rồi. Nghe nói quánh bằng cái bình bông. Dạ, xanh cỏ liền. Nghe nói quánh cái đầu. Dạ. Mà cái hiện trường này trong nhà đó luôn hả chị? Ở trong cái nhà luôn á. Làng hàng chi nãy ta để nhang quá chừng. Ừ. Ồ, cái nhà đó hồi trước cũng có người chết nữa hả? Má ơi. Hàng chi nãy vô thấy lạnh lạnh người. Chị, em ra tới đây chị nói vậy nha, nãy mà em mà ghé chị trước là em không bao giờ vô chổng đâu. Trời ơi. Trong đó đâu ai hay lên đây ra làng lên súm nhau, còn kêu vòng vòng rồi xuống thiên ngón ra chứ sao. Trời ơi trời. Hồi nãy mà ghé chị trước là coi như khỏi vô chổng luôn. Vô luôn. Nghe nói hải dông không mà thấy ớn ớn thấy lạnh lạnh rồi. Ờ, ổng nói bữa em nó điện bằng thợ, xuống xong rồi. Ai? Con ổng á, Phương á, đâu có ấy đâu. À, con cháu cưng á. Ừ, em điện. Trời ơi, tính ra là Hương Sa Tăng luôn. Thằng thờ đó, bữa em điện, kêu nó chia tay rồi bằng thợ, nó nói em điện xong cho cô ơi. Dạ. Trời ơi. Tại xuống của nó, bây giờ nó không có được bình thường như mình đâu mà. Không có đâu chị ơi. Do chắc hồi xưa đi khóa rồi, cộng thêm với cái việc ăn nhậu rồi, không có đi làm rồi, không tắm rửa người nó bị. Cái độ chắc ổng tập ăn nhậu nó gấp cái đầu óc nó đâu có như mình. Thì ổng tập mà. Ổng tập đó. Tập ăn nhậu. Nhậu riết thì hư cái đầu luôn á. Chứ hai cái con mua về uống rượu nhậu. Chơi tao đâu luôn. Tại thôi chứ nghĩ trong đó còn có nhà để đâu. Những xe vô không chứ. Đâu có nhà trong đó đâu, như là đi mua rượu về là hai cho con uống đó. Từ sớm em đi xuống dưới hả? Dạ em đi vô chổng mà đâu có gặp bà hai chổng đâu. Qua bên... sao là nó đi rồi đâu có dạ. Mình nó mình ra cách mấy cửa chắc ở chị biết không? Ừ. Tại vì em hay ghé thăm bà hai á. Ừ. Nghe lần sau mà biết mà ghé thăm bà á. Trời em biết bà này mấy năm rồi đó. Chứ phải mới đây đâu. Hả? Em biết này là 3 năm có rồi đó. Không có thấy tới luôn chị đâu có biết đâu. À, hồi xưa em tới em hay quay clip á, cái clip mà ngồi nhậu 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 đó. Có chị có coi clip. À đúng rồi. Ngồi nhậu bình lên đó đó. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi cái thấy bà hai bà thương ông Phương út cưng đó. Rồi giờ sợ bà sống chổng mình với lại hồi sớm đi ngoài chợ đó, người ta nói là không thấy bà đi nhặt ve chai rồi. Có nghĩa là từ sáng có nghĩa là mấy bữa hôm nay là không thấy bà đi nhặt ve chai rồi không thấy đi xin gì hết á, người ta nói rồi nghe người ta nói ngoài chợ đó, rồi mới chạy vô đây mình coi coi bà sao. Qua ngày sau là công an nói là bà đi luôn cháu của bà. Em đi lấy cái số đó khoảng 4 giờ, 4 giờ mấy là nghe nó cô ơi tôi đi nha cô ơi, là ngang đây gặp chị với nói là tôi đi nha cô ơi là... Có từ giả, có từ giả chị. Ngang nó cô tôi đi nha cô. Yeah. Rồi là có một người thanh niên có khoảng 4 mấy 50 chở mà đi đó. Chắc yeah. Độ cháu nó gửi mình không có biết. Dạ. Yeah. Tại bà xuống đây mình lên bà thôi không có biết quên bà ở đâu là họ bà giờ không có gần. Bữa em xem trên báo là lúc đó em ở ngoài miền Trung ấy. Ừ. Xong rồi cái sáng đi vòng vòng quay vòng đây nè. Ừ. Rồi cái ngoài chợ người ta nói là không thấy bà đi ra xin nữa, cái mình chợt nhớ lại. Đấy mà cấp
qua ngày sau xảy vụ án rồi sáng này có người xuống quay bả một lần nữa, mấy bộ đòn nào nó quay nha. Dạ. Nó quay bả tại quán nhỏ lần này nè, quay bả một lần rồi là qua sự sáng sau là có lại quay rồi đó. Dạ. Rồi cái kiểu như là mình không có thấy, nghe người ta nói là không thấy bà đi xin, không biết sợ bà ở trong này của mình. Mỗi lần bà đi múc nước, bà múc nước dưới kinh á. Rồi sợ yếu rồi cái múc nước rồi nằm đó luôn, cái không ai biết luôn. Nhà bà chứ chưa, 10 năm nay chị chưa có đi xuống đó, 10 không, năm luôn. Không dám hả chị? Không phải, không có việc gì để mình đi xuống đó thôi. Mình đâu có việc gì đâu, đứa rồi, qua đó. Thêm cái, 10 năm chỉ có qua đó. Thêm cái vấn đề con cái đi tù vậy, nhiều khi bà buồn, bà nghỉ quẩn nữa. Mình vô mình coi thử có bà làm sao. Thường thêm con rồi em mình vậy mới gặp mình, sao chịu nổi, tại bả không có được bình thường bà. Tại vì có một người gây ra mà tới hai nỗi đau, bả giờ bả chịu. Bà. Em ruột thì giờ xuống mộ, còn con thì đi tù. Vậy, sợ bà không ăn uống gì đó, mình vô mình coi thử tính vô cho bà ít trăm. Bả có ăn tương nữa. Ăn tương luôn hả chị? Ờ, nghe nói là tôi ăn tương, tôi xin được tương thì tôi với em tôi ăn. Dạ. Nghe nói bà ăn tương cũng bà nói lâu lâu mà nó biết bao lâu á, bà dạ. Ăn tương. Bà nói ông Phương mà xin đồ mặn, chứ nó xin gì ông Phương ăn. Trời ơi. Ăn, làm ăn. Dạ. Bà nói vậy. Mình cố đó ông nhậu dữ lắm. Trời ơi, nhậu hồi sáng mà đi nữa, sách cho cụ gì cho nó. Cho nó bà mua cho nó làm chi, rồi bắt đầu nó uống hồi sáng. Bà nói vậy chị, nói nhiều khi... mình nói mình tức quá, mình nhiều khi mình không muốn cho tiền bà hai luôn, nhưng mà thấy tội bà phải cho xong cái bắt đầu bà đi mua cho nó. Cho bà cũng xin đi này kia, bà cũng kiếm tiền mua rượu thôi. Thì bà nói mà, bà nói giờ cỡ nào bà cũng đi xin gì cho nó, bà thương mấy tờ cỡ vậy. Chỉ có mẹ con mới tình mẹ con mới vậy. Lần hút thuốc nữa bà mắc mua thuốc gì. Thì nó hút như cái máy mà chị. Bây giờ nghe nó không thấy còn thua mua thuốc, nó còn hút không à? Hút chứ, còn hút dữ à. Tại lần này anh em thấy nó mua thuốc, bây giờ không có thấy nó mua nữa, bây giờ tưởng là nó nghỉ. Dạ. Yeah. Ok, thấy bà về trên đó cũng mừng ấy. Thật thấy ai cũng mừng cho bà. Dạ. Trời ơi, hồi nãy em chạy xe vô mà còn đuối, đừng nói chi đi bộ trời. Đi bộ một ngày từ sáng mà đi khoảng nhiều khi có bản nhắc này có gì không chừng khi 5 giờ sáng. Trời ơi. Gió mà thấy cái đường chỏng không? Yeah. Đường chỏng là bà phải đi đường này đâu, phải đi cái đường cặp này nè, bọc cái đống luôn, cái cua nè, đây có cái cua nó phải không, chỗ yeah. Thằng gào nè. Bọc còn xa hơn đường kia đó. Trời ơi. Nãy em đường cái là đường khô, em chạy xe máy. Dạ. Mỗi lần mưa mưa em lờ vô em nghỉ mấy hiệp luôn á. Đúng rồi. Còn bả đi cái đường này còn xa nữa, bọc qua đó mà thấy cái cua nữa đó. Dạ. Đi đường này thường xuyên nè. Dạ. Nhiều khi thường sáng 5 giờ mấy 6 giờ là mới lội đi tới đây rồi đó, đi sớm lắm. Thì bây giờ cái nhà chồng chắc chị đâu dám vô. Ban đêm dám vô không? Không, 10 năm gì không đi chung đó. Thí dụ giờ ban đêm có hai người mất chồng. Đi vô đó làm gì đâu. Hồi nãy em vô lạnh lắm chị. Lạnh té luôn. Tối thủi chồng đâu nhà anh thôi lo. Mà thấy nhang đồ để tùm lum hết cả. Có đèn như nhà chị vậy không? Có đèn anh năng lượng. Đâu có đèn đâu. Ủa mà đốt bằng gì? Có đèn năng lượng mà tháo ra hết hay gì rồi. Hả? Để thấy để tối thui mình thêm nhang rồi thêm mấy cái tượng tượng hình búp bê. Má ơi đâu để ai để trên cái trang nó nhìn khiếp luôn ấy. Bả ai cho gì rồi đem về cái đấy đó. Dạ. Yeah. Mình không có biết. Dạ. Yeah. Ai cho gì là như là ai thấy bả khổ có cho cái gì thì bả đầy bả lấy cái đấy đem về, nào xài không được thì bả đốt, có để tùm lum vậy. Dạ. Yeah. Thấy có đó. Hồi trước có Mạnh Thường Quân cho cái đèn năng lượng đó. Nghe nhưng đó, mà cái đèn năng lượng đó. Nhưng mà chắc giờ cái vụ đó xong thì chắc tháo đèn năng lượng rồi. Năng lượng phải xài bình mới xài được. Yeah. Mấy bình sao bả xài được. Ôi, thấy bà hai bây giờ chỉnh, hỏi với chỉnh với con cháu cũng mừng cho bà. Chứ sợ ở đây nè, sợ bà đi múc nước rồi đêm hôm đi về của mình. Dạ, bà xài nước mương nước không nè. Dạ, bà xài nước mương mà. Ôi, chị mình đi xuống dưới, chị thấy cái lạnh người luôn. Nãy em đi xuống em còn lạnh người dạ, đó nha. Cắt mấy sáp rồi đó. Dạ. Khổ mà. Mày, vợ chồng còn bàn thờ nữa chị. Bàn thờ ba của anh Úc Phương. Mà đâu không, kiểu như nhà mình ở mình đốt nhang mỗi ngày á, đèn sáng rồi cũng đỡ lạnh lẽo. Còn bây giờ không có ai ở hết kiểu đó, sao chịu nổi. Lần ông chết nghe nói là ta vô khiên nó rút rồi gan con ớt. Chút kéo đổ ra, không kéo ra nó khiên được á. Dạ. Nó nằm cầu co đó, cưng rồi rút ra, lần em của chị này nè, xúm nhau, ta mượn khiên ra đó. Dạ. Nó khiên ra kéo ra, nó chết luôn, nó nằm rút cầu co. Rút luôn hả chị? Nằm rút, rồi gì là mắt rút vậy luôn á. Dạ. Rồi em nó chờ, nó kéo ra, khiên kéo dọn ra, nó chết kéo không ra nữa. Dạ. Tại đó ở chậm nữa, còn mượn cái thiền mấy người bắt cỏ nè, rồi đẩy không ra, khiên không ra, sao khiên được. Hồi xưa là chèo ghe ra luôn ha. Ừ, đó trong đó là cỏ, mà có mấy cái xuồng ghe để ta tải cỏ đó. Thì chi cái nhà ở chổng giờ lạnh quá chị ạ. Bỏ quan vài hôm nữa chắc người ta hết dám đi ngang luôn. Chắc rồi, miếng bả không ở, chắc ta xuống ta dở cái nhà, cái ai bỏ ở thôi đâu kiểu gì. Trời ơi, vô chổng lạnh lắm. Chắc xe đang ngỏm con bỏ ở nhà chị sợ. Đã vậy còn văn mùng nữa. Gì? Tại sao con cuốn mùng ở chổng đi. Rồi cái mùng ở dưới, cái phòng ở dưới. Ai sao vậy? Mấy bạn này không dám vô luôn mà. Còn văng cái mùng rồi mấy quần áo ban đêm gió thổi bay phèo 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 trời ơi trời. Chưa
chừng gan có ai dám vô. Mà tưởng nó bà chồng mới dám vô kiểu vậy chứ. Xe lăn của ổng không gửi nhà chị nè, ổng chị đem chị đổi, chị bỏ nó góc góc cái tầng cái đó kìa. Dạ. Cái xe lăn với cái nón lá. Dạ. Chị đâu có dám làm gì giờ, bả ngang nó xe này để cho em dâu tôi vài bữa nó xuống ở đây. Rồi chị cũng đem để ghét góc đó, em đâu có bỏ dám bỏ. Trời ơi, sau lưng là nguyên cái giường mít mà văng cái mùng đằng trước gió nó thổi cái phiêu phiêu phiêu. Giờ mấy cái bạc đó nó đập vô bạch 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 vô víu víu luôn. Bây giờ cái đường đó giờ ai kêu màng cũng không dám ai vô cái đường đó. Sao dám? Sợ quá mẹ. Có hởm kề mấy người đi đồng nó cấp cái thằng Phương chưa gây án nó đi ngang nó chị sợ quá trời cô. Chị sợ nó không được bình thường có chuyện gì chết luôn không ăn. Mình có mấy dám đi cái đường đó ta sợ. Tại ổng không có được như mình đó người ta sợ. Rồi nó nói nhưng mà Phương bắt thì nó bị bắt thì ngang thôi mà cỏ tôi khỏe tôi sợ chết không dám đi đường đó. Nó vậy chứ đi, nó có phá gì có ai nha. Có tật là uống rượu gì chứ đi. Uống quá uống giết hư cái đầu luôn. Chứ không đi dọc đường nói chung là không có phá cái này cái gì. Có ai có người ta phá thấy gì đó. Đi ngoài đường hay khơi vậy đó. Dạ. Làm phá này phá kia mấy năm về trước thì có hơi phá này khi cái người ta làm thời gian đi cải tạo á. Dạ. Cái giờ cái đỡ. Cái giờ không còn phá đi đi chứ không còn phá nữa. Dạ. Chắc chuyến này đi hơi sâu à. Bây giờ ở luôn trong tù luôn sâu gì chết luôn. Cảm tại tại họ giết người người án chồng án còn làm sao mà ra được. Rồi nó nghe nói có giấy tâm thần nó gì nó có không biết. Rằng có cái giấy thì nó phát thôi, cái giấy nó có không à. Giờ cũng trễ rồi, thôi cảm ơn chị nha, nãy mà không gặp chị không biết đi kiếm bà Hai ở đâu luôn á. Ừ, nhờ chị. Dạ. Chị dân chợ nó cũng hỏi. Dạ. Cái vụ án gần nhà bà sao nó không chịu không biết nhà nhà bà có cái lui gì em có hỏi được. Bây giờ con nó cháu rước có gì chởn rồi. Dạ. Ở quê đâu cũng không biết quê ở đâu nó nói. Dạ, thôi vậy cũng mừng mừng cho bà Hai. Ừ, bà nói là gần quê của tôi là trên trên cháu huyện Tre Trung Quốc gì đó, mình không có hỏi tới nữa là nói vậy thôi. Dạ. Nghe nói vậy đó. Dạ. Thôi cũng trễ rồi, thôi chị nghỉ ngơi nha. Em cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Dạ. Trời không có chị. Không có chị em đi kiếm chắc cũng đuối luôn á chị. Dạ. Giờ biết đâu ở đâu mà kiếm. Dạ, cũng may gặp chị á. Hên quá cả nhà ơi. Giờ dạ. Dạ. Ê, em về chị nha. Dạ dạ. Cũng hên hay Vũ ha. Không biết không gặp được cái nhà này không biết làm sao luôn á. Chắc đi kiếm vòng vòng mấy bụi cây chắc khùng luôn á. Hết đường quá. Mày thấy cái đường không? Quay cỡ dây luôn á mà còn nói không chân thật nó không biết nói sao luôn. Hồi nãy chị đó chị kể ghê ha. Nói chồng có hai vòng nghe nói hai vòng. Chị lúc mình mới vô nghe lạnh hai Vũ ha. Mà mới đầu vô mình nghe lạnh nước lúc mình đầu mình đi vô mình gặp chị trước đi. Gặp chị thì khỏi vô. Khỏi vô luôn á. Ừ khỏe. Ai mình để đi vô kiểu như vậy xong mình đi chơi da nghe bà nói hai vòng cái nó hồn dưới lên mây rồi đó. Mày chi nãy vô chồng anh thấy cái mùng nó bay còn phiêu 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 á, nhang thì dục chắc là chỗ đó là hiện trường luôn á, ta phải để nhang với cái chăn mà đốt rồi chắc có thể là kiểu như là còn nhiều vết tích ở trong á. Ghê, sống ở trong sầu hay thiệt, và tính ra chỉ có tình mẫu tử mới gồng gánh kiểu vậy thôi em ha. Đúng rồi. Chứ ai mà gồng gánh kiểu vậy. Hồi chứ ngày nào cũng đi xin hết về cho ăn xong rồi còn quậy dí đánh đập khổ sở kìa. Tính giờ bà Hai bà trả hết cái nghiệp bà luôn rồi đó. Đúng không? Tôi nghĩ là bà trả hết nghiệp rồi đó, giờ khỏe rồi đó. Thôi cả nhà cũng yên tâm về chỗ bà Hai nha. Giờ Út vô tù rồi bà Hai cũng về với con cháu bây giờ coi như bà trả hết nghiệp rồi, giờ cuộc đời của bà còn lại coi như là sống cuộc đời sung sướng hơn. Chứ ở đây mà nghĩ nãy giờ chạy xe biết bao xa không? Chạy rồi tới ngoài chợ rồi phải đi xin từ ngoài chợ phải mua từng chai rượu về cho nó nhậu xong rồi nó nhậu đủ đô nó bắt phải bả phải từ ở trong đó lộ ra ngoài chợ nữa mua thêm chai rượu gói thuốc gì về cho nó ăn nhậu vậy đó. Là lội bộ không anh chứ bả có chạy xe đạp đâu chạy trời ơi chạy xe đâu vậy lội bộ tự trọng ra đây đó nãy chạy xe thấy sao mình đi còn không nổi nữa chứ đừng có làm chi. Đúng rồi. Mình đi xe mình còn thấy muốn không nổi nữa đó. Giờ ban đêm em dám đi bộ đường đó không? Bả đi bộ từ ngoài đó bả ra đây muốn mua rượu cho nhậu lên cơn phải mua đó. Ví dụ mà có đèn mà đèn nó vô tình nó tắt một cái đi mình trai trẻ gì mình sợ còn bị té nữa đó. Ừ. Thấy xanh mình với nó luôn. Vậy đó, cưng dữ lắm. Đặt tên là con trai Út cưng luôn mà. Ừ. Tên là Phương. Út Phương. Thì sao lúc này là tên là con trai Út cưng luôn. Thấy lạnh lạnh người đó. Tính ra mình không phải nói cái chuyện án rồi không phải nói mình vui nhưng mà hình như cái xóm đó
vậy cái sớm đó ai nấy cũng kiểu giống như là người ta thấy người ta đi làm người ta đỡ lo. Đúng rồi, chứ anh cũng như vậy thì người ta đi làm rồi người ta cũng sợ nữa. Đó, đi bộ tự chổng ra ngoài chợ rồi đi ra tuốt ngoài chợ mới mua được cái gì, mua được nửa lít lít chở nhậu bệnh luôn. Thôi tắt cái vũ rồi, dạ. Tới ra ngoài chợ xe đông lắm. Tới đây thì video của vụ cũng đã dài rồi, cũng xin được phép kết lại video tại đây. Nếu như cái nhà mình xem thấy hay cho cũng xin một like, một share, một subscribe. Để xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo nhé.